Cuộc sống em có ổn không, người ta có bên em từng ngày. Và cũng cả nước mắt em ơi đâu còn cay đắng giấc mơ với thù hằn. Ta đâu còn say đắng trên chúng ta đã vậy. Có được may mà chỉ cần hãy giữ cho nhau bên nhau những lúc này. Người ta khổ tôi cùng em ơi đừng giữ lấy. Hãy quên tôi đi tốt đẹp gì đâu. Ta có người khác và tôi cũng đã có người khác. Người ta thì chân chẳng sẽ được đưa em đi làm. Sao nhìn em cần hỏi mà em cũng biết. Thế đến rồi ba ngày là em lãng loạn không cần thiết. Tôi biết không cần xa, cũng như em thích làm đẹp thôi mà. Tôi vẫn yêu em bằng tất cả tiền tôi không một chút rời xa. Vậy tại sao quay đi, em bỏ đi không được tiếc. Chắc cả nhân đã trả lý em có ai giờ tôi không biết. Em đang làm gì vậy? Sống em có ổn không? Em cũng ở bên tôi, điều đó chẳng chẳng chết. Điều vui với nụ cười hãy cứ để tan dữ. Từ lúc tôi cứ nghĩ em ơi em đang làm gì vậy, em đang làm gì vậy? Tại sao em quay đi, em bỏ đi không liên tiếp. Chắc tại được đã trả đi em có ai rồi tôi không biết. Từ lúc tôi cứ nghĩ em ơi em đang làm gì vậy? Đôi mắt em sao còn đẫm đẫm như bắt đến tao đến từng này. Người ta yêu thương em lắm, tôi nhìn vết thâm đậm trên mặt. Em cứ chờ mong mình một con sẽ luôn đậm đậm nước mắt. Tạm vậy em đã cười với tôi những câu chuyện thật là tồi tệ. Nhưng tôi đâu biết làm được gì, chỉ biết chắc rằng và nghe. Đàn ông họ là người yêu tôi tưởng em biết rõ rồi. Và những gì khi yêu tôi nhưng nghĩ em hiểu rõ rồi. Đàn ông họ là tôi yêu. Đâu để nhận nhìn em từng ngày em không tôn trọng mà là nghe. Em lại nghe nước mắt sau mỗi lần cãi mà. Chẳng bước lại gì đâu, rồi mùa đông lại đến.
Đây là sinh thần và máu vào ven của nơi cô đơn. Còn điều gì tồi tệ hơn hay những cơn mưa giá rét? Mang nước mắt cùng với tâm hồn này xa vai ta lại không thể lớn. Dù một buổi sáng sớm, nhưng gặp nhau trên con đường về nhìn nhau và hỏi vì sao lại như thế? Sao chúng ta lại không thể chẳng bằng lòng chi trong biệt quệ? Nàng nó chẳng có lẽ ngủ với nhau. Giờ đây ngâm hùng, tôi cảm phục cảnh xóa mọi thứ như chưa từng bắt đầu thăm đây. Bây giờ mình phải nhường lại sân khấu cho người khác rồi.